Đây rồi, nghệ đục, lực đục đây rồi. Lực đục đây rồi. Lâu lắm mới lại nghe tiếng đục. Yeah. Lâu lắm mới lại nghe tiếng đục. Đáng yêu thế. Từ từ ứng đục anh phải bao tiền đấy? Đây chủ nhân đây, đây, à, đây. Đây chỉ đục mướn rồi. Đục mướn này 12 triệu có đục phải có công không? Đục thì chắc là được cốc trà nóng. Được, cũng có phí công đấy. 12 à? Kinh nhỉ. Để vào trong tí nữa đục xong thì ngó. Được được, cứ xong thì tí nữa vướng lắm, tí nữa vào. Vướng lắm. Không lắm. Vướng lắm, vướng lắm. Ôi trời ơi, đây tuyệt vời đây. Tuyệt vời đây. Lúc đi mua cây là nó cũng nhiều tâm lý. Lúc mà đi đến cái chỗ nào mà ít cây đẹp, 1-2 cây nét nét là vô ấy. Nhưng lúc nhiều cây đẹp quá lại thành mệt. Công nhân được. Đây. Không lấy. Đây. Này. Lực sĩ đấy nhỉ. Cây này mới giảm béo tí rất là đẹp. Là khô rồi đấy chứ nhỉ. Con này kiểu đúng giống cái hình mà bọn nó giờ hay đăng lên mà nó đi kèm cái ảnh mà cái thằng ở người nó cứ nổi cu u nổi cục ấy. Nó gầm gầm lên đấy. Hai tay đầu rụt. Đục ngọt. Ê, chả dừng đến thế thì đéo ai để đến nơi đây mà thế. Vuông vai. Vuông vai. Thôi các bố cứ đục đi. Đấy, cây của ai đây không biết. Đấy đục thoải mái đi, đục sâu mà. Nó này chợ tàn tác quá. Chả nhìn cái gì. Đấy, nghe đục. Ôi trời, bắt miếng này to ghê nhỉ. Đáng làng đây. Vâng. À, đấy của nghệ nhân đấy. Bao tiền cây này đấy ạ? Đây này là 15 triệu. 15 triệu. Kinh nghệ nhỉ. Nghệ nhân Vĩnh Dâu. Đây cũng của nghệ nhân Vĩnh Dâu. Ba vai đều vừa đóng hết. Nhưng mà sau nó lành hết. Thế nơi rồi thì lấy đồng ra mà thế nơi vai hơn. Nếu mà không có thì bây cắt để đẩy lại lên. Cắt đi nuôi lại. Lại phải đục móc cái tay này cho nó co lại đây. Co lại. Để cái này đẹp hơn nha. Nam gì thế Nam, để cái này đẹp hơn. Chả bao giờ đẹp. Ờ tắt rồi thì thôi, chứ còn để cái này nó kể cả bây giờ vẫn lẩy bình thường. Cái chốt này mới là không chốt chính lấy còn này. Cái chốt chính này, các bạn này. Tôi khẳng định đẹp hơn nhiều luôn. Đưa lên đây, cứ vào cầm. Dạ. Cái máy nó mới được. Cắt rồi thì thôi, làm cái đấy nó lại mọc. Đời nó mọc. Đời. Xa ghê đấy. Lấy ngọn xa. Đấy, tuyệt vời đây. Vời đây. Đấy, xé cái chỗ này ra được rồi. Ổn rồi. Được. Chỗ này mà nó rầy, nó chỗ này mà to cái này thì cây này cũng lại quá ổn. Thành quả phúc luôn. Không lấy, không lấy đây, chắc lấy cái này. Cây này còn xa lắm, nằm còn xa lắm, cứ yên tâm luôn. Đấy. Yên tâm đi.
thắng dầu dai bằng anh ấy này. Lệch ra sau lên thu vào thật kia lại nó vào trong cái mặt lợn có để dấu dài vợ nó xẻo. Đỉnh ấy. Nhìn mặt cái này đầm chiều đấy. Mặt kia mặt chính. Mặt lợn chính thì có phải lấy ngọn mới đẹp không? Ngọn này nó bị tức mắt không? Chỗ này liệu có này nữa. Chỗ này liệu có này nữa không? Này, hàng lại lại sẽ lấy đây mà. Đấy, lấy chứ mẹ lấy đầy sạc quá. Lấy hết ngón này. Lấy có mắt đây này. Có mắt đây này. Không mà lấy đây, không mà lấy ngoài này, sẽ lấy được một lấy trong hai cái này, hai lấy. Còn hai cái này xử lý nó đi. Chưa, còn này. Vậy cái chỗ này... Bóc cả lấy ra, hướng cả lấy ra. Hay là bật mê lấy ra, chậm ạ. Không có cái ngọn nào bằng cái ngọn này, vẫn là đẹp nhất. Đây. Bằng cái này này. Này á? Là cái này là đẹp nhất. Vâng. Nếu mà đây không lẩy thì lấy cái này. Của nó đây nhóc. Dựng lên. Còn nó phải đưa từ tay 2 lên sao nữa. Không, như cái ngọn này nó lại hơi gần à? Hơi gần với mặt. Gần mặt là nó mượn. Nó mượn như này. Mượn ngọn này, nó còn phải thân chính nhỉ. Cái sau kia là sâu cây. Cái này là muốn đục của cả cái lời. Vào lòng rồi nó mới đẹp. Nó to, nó ngóc lên, đánh ngọn. Nếu chính xác là cái lời phải đục vào cả cái lời mà nó hụt vào rồi nó mới đẹp. Đấy. Cái phần nhưng mà để mà điểm cái lời. Đâu đâu đấy, nhanh. Xuân trước sao nào? À đây xuân trước rồi. Xuân trước rồi, cái này bao tiền là xuân trước. Đây 7 triệu. Cửa nhà quê này chả là cây cối nhỉ. Ai cũng bỏ cái này. Cửa nhà quê á. Đúng như mấy cái này là bốc cái. Nghỉ rồi. Cửa nhà quê Phú Diễn đấy. Phú Diễn. Ôm anh chở được cái cây ấy đấy. Nghỉ đâu, nó nhà như thằng đấy. Nó ý là làm kinh doanh khác, cây chơi đâu cây thôi. Trước có một vườn thanh lý đấy, giờ lại chơi lại. Trước còn cây đồ rổ. Tiền biệt đi không? Bọc bằng tiền bên đây, ngoạn lại sang đây. Há bên kia đi thì nó mới vượt từ sâu. Đấy, nếu mà xác định mặt tiền đây, lấy ngọn từ đằng đây. Mặt bên này lưng. Đấy, đằng kia nó lành chơi, mặt bên này nó... Nó lưng. Đúng rồi. Nếu mặt tiền thì chú nói là đục đằng kia là đúng để lấy cái chiều sâu của mặt tiền. Nếu mà lấy ngoạn nhiều thầy lắm. Sai. Các thầy cứ nghiên cứu. Con này em này cái. Thầy không cứ vào không được. Vâng. Nó cứ quay ra. Quay hết mặt này đây. Trước vui lòng nổ số trước đi. Tí là lại quên nổ số đi. 0982 705 096 đấy, có số rồi. Con long lùn phá. Long lùn phá. Rồi, mời Hiền Linh xoay. Xoay đi. Xoay ra hả? Cứ xoay từ từ. Trả đầu tư cho cái chậu nhìn ra oách. Ôi trời, trồng cái chậu này đẹp hơn. Rồi. Chậu này mới dễ hỏi. Chậu đẹp quá, khó hỏi. Đây. Hỏi thì lại trả chậu. Đây. Nhưng nó nổi cây. Đúng rồi. Đương nhiên đến trồng chậu cho khác. Đấy. Long lùn phá mà. 17 quê hương Thái Bình. 17 củ. Trời ơi, là như này. Cái thằng khu mà nó bán thì chuối ra không nổi đâu nhỉ. Cái này không thích đi bác. Mày cầm hộ nó cái giấy hả? Giấy gì ạ? Cái bán xe hả? À. Cứ về bảo nó. Không cần nhà. Cái giấy. Cái gì? Cái nào làm nó bảo gọi điện cho. Vâng. Bán xe nào đấy? Xe cổ. Bán đổ đồ xe. À. Chưa đổi xe gì đấy. À đổi gì xe lấy cây. Quay đấy ạ. Okay, coi. Kiện à? Kiện. À, đổi sư Di vào. Cứ tưởng chú cầm cho nó thì bảo ông đưa cho. Tôi. Kéo về đây, có vào đấy đâu. Cái này bao nhiêu nhỉ? Quên nó rồi. Cái này 18 triệu. 18, 17, 18. Con này gắt được con này. À. Hay quá. Mua cả đôi thì được rẻ hơn nhá. Còn con này thì bao nhiêu? Con này sáng 15. Em nghĩ con này anh phải bán nhiều hơn mới đúng. Con đấy không bằng sao con này. Ừ. Này bản thân mình mua ra hơn mà nó cũng phải hơn. Thế à? Nó đẹp hơn nhiều chứ. Vàng là... Không bằng nó. Không ai con này là mới là con sáng giá chứ. À. Này là con đẹp. Yeah.
Phải quay vào trong hay nào đấy? Lấy cái trục này này. Rồi, xoay một phát đi. Xoay cho các bác xem kỹ đây đúng không? Rồi. 18, đấy. Gái 18. 18 đấy, đáng có tiền bán gạo đấy. Đấy, mặt này mặt chơi này. Đấy. Nó lành. Mặt đấy rất là đẹp hơn đây chúng ta đẹp là. Đẹp hơn, mặt này đẹp hơn. Nhưng mặt bên này thì nhìn nó gấu cũng phải hơn. Không biết là được hai mặt. Rồi. Đấy, gái 18. Gái 18, 18 triệu. 15. Em tuổi 15. Đấy. Xứng đáng mà, cái loại này nó xứng đáng mà. Rồi, quay phát, quay phát. Quay hả? Vâng. Nhất. Rồi đấy. Rồi. Đây, cho các bác xem cái bao giờ. Đấy, lộ cổ đấy. Đẹp đấy. Cút 1, 2, 3 đấy. Em này thì em này là sinh viên đây. Em mới 7 triệu rưỡi mà. 7 triệu rưỡi, đấy. Sinh viên nhà nghèo. Ok. Đợt trước còn cây nào không nhỉ? Cái đôi với cái này. À đơn à, đơn đỏ. Đơn vàng. Đơn vàng. Bao nhiêu tiền đấy? 6 triệu. 6 triệu. Đấy. Cây đấy. Gốc cây ấy. Còn đơn tác nhỉ? Đấy. Vàng ấy. 6 triệu. Ngày nữa nhỉ? Quê này bao nhiêu? Quê này là... bao nhiêu? 5 triệu rưỡi. Quê mà răm mập ghê nhỉ? Quê mà răm mập ghê nhỉ? Ui dù đẹp lắm, quê chất... nhìn kiểu như lá móng nhỉ? Đây đây, chất lá, chất răm của nó. Mập ghê nhỉ? Thích hơn cả điện luôn. Sáng sủa. Đây, nhìn phê chưa này? Mẫm này, mẫm phê. Ok rồi, phần trước xong ra hàng phần trước rồi.